Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn mình vừa review cái máy mình mới mua. Đây. Cái này gọi là Matto Perforator sang phim, tức là không có dây sang phim. Thì cái máy này thì dùng để khoan tường, đục xi măng. Nhưng mà không cần dây điện, mình chỉ cần cắm pin vào là mình sử dụng thôi, xài thôi. Nó rất tiện lợi, đây nhiều mấy cái thêm. Cái hiệu này đây, Parkstein của Đức, sản xuất ở bên Đức. Đó, bây giờ còn nguyên đồng hồ, bây giờ mình mở các bạn xem. Đây mình dùng cái kim này, mình sẽ cắt cái bây giờ mình mở ra xem bên trong sẽ qua cái máy này coi ra sao. Wow, máy đây hiệu Parkstein nhé. Đó, cái này quan này. Đây cái chỗ này bẻ bỏ pin vô. Bây giờ mình rồi. Ở trong cái thùng này nó có cái phụ tùng này thêm. Cái này để vặn mũi khoan vô. À, vặn mũi khoan vô. Rồi cái này nè, để đục tường đục xi măng. Cái này là đục tường đục xi măng nhé. Perforator nhé. Mũi khoan này. Đây, cái này mũi khoan. Perforator, đó, đục tường. Cái này là đồ, này là xi măng, đục tường là hết sảy luôn nhé. Nó vô ẩm ẩm luôn. À, trong này cái giấy. Tức là nó nói cái này là không có được dùng để, cái này chỉ khoan thôi, không có được dùng búa. Rồi bây giờ mình bỏ cái pin này vô. Cái pin này là pin cũng của nó, Parkstein nhé. 4A, cắt 0 này, 5A này. Rồi. Bỏ nó xa đây. Đây. Voilà. Rất là cứng. Cái này thì nút này tụng này ở gốt đẹp thoát thôi. Đó. Nó có đèn luôn này. Đây. Còn đèn sáng. Rất là tiện lợi. Cái này tiện cái là mình những cái góc xa nhà mình khoan, mình làm gì mình không cần dây điện nha. Không cần điện. Có pin này được rồi. Thứ hai là mình vào gara, mình xuống gara, mình muốn làm cái giá để đồ gì xung quanh tường đó, thì mình phải dùng á, phải dùng cái perforator này à, để mình đục tường rồi mình mới gắn mấy cái giá để mà ấy vào. Để bây giờ mình thử ra. Cái này nó sẽ quy tê là cái này, tức là mình muốn tụt lên sang cái búa đó là mình phải nhấn cái này.
cái này là khoan. Đó, bây giờ mình nhấn cái này, đó. Đó, mình phải thêm một cái nấc búa, tức là đó, nó đục á. Đó. Còn khoan á, bây giờ mình vặn cái này nó không có đi. Mình phải nhấn cái nút này. Cái nút đen đen này, nhấn này, để mình vặn về đằng cái khoan được. Đó. Thì bây giờ là khoan thôi, nó không có đục đâu. Đó. Cái này bây giờ mình khoan tường. Mà khoan tường á, khoan tường á là không thể nào xài cái này được. Mà cái này bây giờ muốn lấy ra á là phải nhấn cái này, phải đẩy vô này. Mới lấy ra được, đó. Rồi bây giờ muốn khoan tường thì phải cho cái này vô đây này, có đặc biệt là nó và pha tơ là nó có mấy cái lỗ này đó. Và là nó vô cái tắc. Rồi bây giờ mình muốn khoan á, mà là mình phải vặn đây này. Đó, bây giờ mình lấy cái mũi khoan đây, trong này là mình nhà mũi khoan này. Tất cả những mũi khoan của mình để trong này. Thấy không? Mũi khoan. Đó, đổ từ mũi khoan. Bây giờ mình lấy một cái mũi khoan này. Mũi khoan sắt. Cái này là khoan sắt nha. Đây mình có con dao của Thụy Sĩ mới nguyên. Mua từ hồi mua giờ chưa xài. Đã không? Đã không? Đó. Ôi giời, dao Thụy Sĩ nha, dao Fit nha. Rồi bên này nó có cả cái tuột nửa vít. Rồi dao con. Đây, cái kéo đây. Có cả cái kéo luôn, đây. Tiện không? Cái này đi câu và đi săn thì hết rồi luôn. Đút tôi là rất tiện. Đó. Cái này giá trong tiệm bây giờ cũng khoảng 50 euro. Tức là hơn 1 triệu đồng một cái này. Cái này. Cái này là dao Thụy Sĩ nha. Đó. Nó có cái bao da luôn. Cái bao bằng da nha. Bằng da bò nè. Bò đây. Cái này đeo thắt lưng này. Còn cái này nữa. Đó, thì trong cái hộp này đó. Và bây giờ mình bỏ thử cái này. Rồi bây giờ mình bỏ cái này vào đây. Đó là bây giờ là mình khoan á, phải có cái đầu này. Đó. Đèn. Đó, đèn lên nấc khoan là mình khoan. Đèn nấc búa thì mình đục tường. Đó. Rồi cái này mình muốn tháo ra đó. Là phải kéo ra là và là đơn giản lắm. Và nó có cái mấy cái rãnh này là dành cho perforator. Rất là tiện lợi. Trong nhà thì mình cũng phải sắm một cái để mình nhiều khi mình cần đến thì mình xài. Đây. Sản xuất tại đất đây. Jack Money. À này.
Rất tiện lợi. Rồi ở trong này á, là nó cho thêm một cái thế này, phụ tùng đây. Đó, mấy cái đồ vặn vít này. Đó, vặn vít này. Rồi mũi khoan này, khoan tường này, khoan gỗ này, cái này mũi khoan gỗ nha, khoan gỗ này có cái đầu nhọn này. Đó, cái nào cũng khoan gỗ luôn, nó nhỏ, tức là khoan sắt, khoan gỗ, rồi mở vít, vít xe, mở vít có hết. Đó, đây vít đây nữa, cái nữa. Đó, rất là tiện lợi. Rồi đây là cuốn sách sử dụng, cuốn sách sử dụng nó tặng sai. Rồi, video đến đây là kết thúc nhé. Xin cảm ơn các bạn để ghé kênh ủng hộ Michel Nguyễn Cuộc Sống Pháp. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mà các bạn nào mà mới thì nhớ đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải đó để nhận được những video mới nhất. Đăng ký miễn phí nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.